Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình tham gia danh sách chờ để nhận token căn BHNX nha các bạn. Token căn này sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 các bạn. Để tham gia chương trình này, để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình đăng ký cái tài khoản đầu tiên các bạn đăng ký email này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi cũng phải lên cái máy này nha các bạn. Các bạn cứ việc đăng ký để đó đi, coi gì mà cập nhật sau dự án này cho tất cả các bạn nha. Các bạn làm airdrop hay là gì các bạn đừng nản nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm submit nha tất cả các bạn. Rồi các bạn như vậy copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm một tóc cần nha tất cả các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được thêm 100 tóc cần BHXN nữa các bạn. Đây là dự án cũng khá là tiềm năng đấy các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.